Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Nội Địa Kim Loan ạ. Hôm nay thì em chỉ lên một clip đồ nghề có mấy mẫu rồi anh chị. Với clip túi đeo chéo, túi nam ha. Túi đeo chéo, túi bao tử, túi si của Hàng Nhật nha. Mua túi với mua đồ, mua giao đồ của bên em thì đơn trên 300 chuyển khoản em free ship ạ. Ship code thì đồng giá 30.000 một đơn, đơn trên 1 triệu thì free ship. Mã đầu tiên ạ. K97 700 750 chứ. Dài tổng dài của nó là 19,5 cm. Cái mẫu này em nghe nói là dùng để cắt táo, cắt cây, cắt trái cây gì anh chị. Loại này thì nó không có ốc ha. Nó không có ốc bên này ha. Lò xo của nó, lò xo này thì nó hơi lỏng xíu. Lò xo nhẹ chứ không có mạnh. Mẫu này thấy hơi lạ anh chị. Dùng để cắt táo, cắt cây. Lưỡi nó đây ha. K98 250, dài là 18 cm. Tên của nó là Baten Beno. Cây này em không biết để làm gì luôn anh chị. Này giống như là nó sửa móc câu á mọi người. Đúng rồi, cây này nó sửa móc câu. Cái móc câu này ha. Làm móc câu à. Làm móc câu hoặc là sửa móc câu gì đấy. Làm móc câu, cái này bóp xuống ha. Có cái này xếp, xếp vào đây ha. Nói chung là chỗ cái miệng này nó không có kẹp được mọi người. Nó cứ kẹp cái lò xo này thôi ạ. Cây này là 250, cây này thì em đoán là sửa móc câu ha. K99 450, dài 20 cm. Tên hãng Dập Chìm. Có thương hiệu đây mọi người. Kìm cà xéo, kìm cà xéo của Trademark phân phối. Tên hãng Dập Chìm. Đường lưỡi thì khít ha. Đường lưỡi khít, chỗ này có hơi gợn nhẹ chỗ này ha. Ở chỗ mép này nó có hơi gợn nhẹ nha. Cất giấy đất ạ. Cất giấy đất ok ạ. Chiều dài cây này là 450, chiều dài là 20 cm. K100 ạ, 308, dài nó là 21,5 cm. Cây này không có logo. Không có logo em sale, còn 350 thôi nha mọi người. 350. Đồ ok, mũi khá là dài. Mũi kéo dài. Dài mũi kéo dài 8 cm ạ. K101 ạ, 80.000, cây này của Silky ạ. Silky là thương hiệu khá nổi tiếng để sản xuất là cây cưa Silky Gumboy ha. 80.000, này có vết đen xíu ha. Trên lưỡi thì còn mới, dao này là dao mới thanh lý, có vết này xíu. 80. Kéo bén cắt đồ chính, thức ăn đồ ha. Mình làm cá làm đồ nó cái mũi kéo rồi rất là tiện mọi người. K102 ạ, 150, dài lưỡi là 7, rộng là 2,1. Tên hãng Dập Chìm, cây chiếc cành. Cây chiếc cành của Nhật ha, dao hai lớp thép carbon. 150 cây này, cái cán của nó đây ạ.
Cái cán cây này không được đẹp ha. K103 400 này của Farallon. Farallon 400 ạ, dài lưỡi là 10, rộng 2,5, dài 0,5 cm. Dao đi biển ha, dòng thép không rỉ á, của Nhật ạ. Có chỗ đánh vảy cá, chỗ khui đồ. Này đánh vảy cá cưa rồi làm cá ha. Thì em ship thì em sẽ mài lại cái lưỡi ha, cái mũi lưỡi này hơi gợn nhẹ. Lưỡi này chưa hạ mép, hơi gợn nhẹ. Tay cầm của nó là bọc nhựa. Có ba chốt luôn ha, chốt với cái này là ở trong nó là bằng kim loại mọi người, ở ngoài nhựa là bọc thôi ạ. K104 350, dài lưỡi là 10,5, rộng 2,5 cm. Cây này kiểu như dao chặt không logo, full tan chốt đồng. Nó có logo là pad.b ha, chấm bê phở. Dòng thép này có rỉ nhẹ. K105 200, dài lưỡi, tổng dài của nó là 22 cm ạ. Này của Fiskenai, dao làm cá ha. Tên hãng dập chìm ạ. Thép không rỉ của Nhật, Japan. Này dao hai mặt ạ, dao lóc cá làm cá. Tay cầm của nó bằng nhựa. K106 400, dài lưỡi là 7,5, rộng 1,8 cm. Tên hãng dập chìm, cây này cán của nó là bằng sừng. Hàng dao gấp ha, dao gấp dao bỏ túi. Cái chiều dày cái độ dày của nó thì tầm cái này tầm khoảng 0,4 cm ạ. Khá là dày, dao hai mặt. Khâu sừng. Cán sừng khâu kim loại. K107 220. Cây này cũng dao gấp, tên hãng khắc tên Nhật ha, dập chìm. Dao gấp ạ, tay cầm bằng gỗ, lưỡi của nó là 6,9, rộng là 1,8 cm. K108 600. Cây này hồi trước em có bán rồi nè anh chị. Hồi trước có bán, có anh nào đặt cây này ha, đặt xong cái lâu rồi không lấy, em cũng quên tên ảnh, cũng không có nhắc luôn á. Cũng không có nhắc cho ảnh, em cũng quên tên luôn. Thế thành ra giờ thôi lấy ra bán tiếp thôi. Chứ ảnh đặt rồi mà, tại vì lâu quá rồi á, chắc cũng lâu vài tháng á, mà cũng quên tên, mà cũng không thấy ai nói gì cho nên bán luôn ha. Hồi cây này rất là nhiều người thích ạ. Chốt của cái phần này là bằng gỗ ha. Bằng gỗ, tuy nhiên nó làm chỗ này không được tinh tế lắm ạ. Nó cái chỗ này nó chốt cái mấy cái chốt không được đẹp. Chỗ này nó rớt mất cái viên đó ha, cái viên pha lê. Còn đoạn ở đây là bằng đồng. Đánh lên bằng đồng ha. Bằng đồng rất là sáng. Hoa văn cái này trưng bày ạ. Chỗ này cũng vân đồng, vân đồng luôn ha. Dao trưng bày ạ. K109 120, dao cạo. Dao cạo, dao chiết ha, dao cạo. Tên hãng ở đây ạ, tên hãng dập chìm. 120. Dao bỏ túi được luôn ạ. Dòng này là có rỉ anh chị. Có rỉ ha. Có rỉ ha, khá là bén. K110 300. Lưỡi của nó là 10,5 ạ, rộng 2,4, dày 0,3 cm. Dao vân búa, hàng khá là mới, còn logo. Tên hãng dập chìm. Này giống của Hirotomo à. Tên hãng dập chìm ha. Dao còn khá mới, dao hai lớp thép carbon. Có ốp, có vỏ ạ. K111. K111 và cây dao đi rẫy ạ. Cây dao đi rẫy, cây này 1,5 triệu. Em quên cân đó rồi. Dài lưỡi là 27, rộng 4,1 cm. Dày là
Vậy là 0,6 xăng. Khá là nặng ạ. Tầm chắc khoảng 300-400 gram gì đấy. Anh chị nào quan tâm thì inbox em gửi cái cân nặng nó qua ha. Dao này đi rẫy phát rẫy hả anh chị? Chặt cây khá là dày và cái dáng dao nó cũng đặc biệt nữa, có vỏ. Này hàng cao cấp nha, 1,5 triệu ạ. K112600 tên hãng dập chìm, khắc thủ công, dài lưỡi 18, rộng 5, dày 0,6 xăng. Những cây này là khi em gửi em cũng sẽ mài hết anh chị. K113800 dài lưỡi của nó là 17,2, rộng 3 xăng. Dao trưng bày ha. Những dao trưng bày này em sẽ không mài nha anh chị. Tên hãng dập chìm ạ. Cái này mài cũng được nè. Cái này người ta có thể dùng làm lương phải không ạ? Mài được ha. Tên hãng dập chìm, có vỏ. K114 ạ. Cái cưa gumboy Silky gumboy. Lưỡi đẹp ạ. Lưỡi khá là mới. Hàng nội địa ha, khá là mới. Rưỡi ạ. Lưỡi của nó là 21 xăng. Cán là bọc cao su, bọc nhựa, bọc cao su ha. Silky gumboy. K115 150. Cái này bữa em quay mà em không biết mở này. Cái này đẩy cái chốt ha anh chị. Đẩy cái chốt mới mở được cái cưa. Lưỡi cưa của nó là màu đen và cưa là cưa nhuyễn. Cưa sợi nhuyễn. Thương hiệu của nó thì dán bằng tem ha, không phải là dập chìm ha. Cưa nhuyễn. Cái này 150. Dài lưỡi là 28 xăng. Em tết kéo cắt mây ạ. Vải này nó hơi dày ha. Em sẽ test tầm 4 lớp thôi. Tại nó không được phẳng nữa. K116 250 và 25 xăng. Đường lưỡi của nó đây 250. K117 250. Những cây này em không có cán, nó hơi tróc sơn ha. Tổng dài là 24,5 xăng. Đường lưỡi cũng khá còn đầy ạ. Dài 24,5 xăng ạ. Các bốn lớp vải ngọt ha. Mũi bấm ok ạ. K118 250, dài 24,5 xăng. Cây này còn khá mới, còn tem luôn á mọi người. Hàng bên em mài thì khá là bén ha. Mình mua về mình làm chuyên nghiệp hoặc là cắt may gia đình đều ok ạ. K109, K119 250, dài 25 xăng.
tên hãng dập chìm ha, tên nội địa. K120 207 dài 25 xăng. Những cái kéo Nhật anh chị dài 25 xăng, 26 xăng là dài rồi ha. Tại vì cái lực 25 xăng là cái lực dùng ok nhất. 24 25 xăng là ok nhất rồi. Nếu mà mình muốn dài hơn, dài giống như kéo Việt á là nó kiểu cái dáng này, cái lưỡi nó mạnh á, kiểu nó sẽ cắt, nó không có lực bằng. Nhưng mà khi mình sử dụng á thì cái độ mở kéo nó cũng nhiêu đó, nó dài hơn được một chút xíu, khoảng 1 xăng. Nhưng mà loại nó dài hơn thì cắt nó không lực. Và còn so với kéo Việt thì kéo Việt nó mở kéo linh hoạt, không có linh hoạt được ha. Cái ốc của nó rất là nặng, còn kéo Nhật mình không có tốn sức để mở cái kéo ra. Xài mình cắt đồ nó không bị mỏi tay ha. K122 207 dài 25 xăng, rất ngọt ạ. K123 207 25 xăng, đường lưỡi kéo ha, đường lưỡi kéo ok. Trong bụng thì còn đẹp nhưng mà người ở ngoài nó hơi có vết rỗ xíu, không vấn đề ha. K124 207 dài 25 xăng. K125 307 kéo hãng Tokyo 25,5 xăng, kéo cái sơn còn zin ha, cầm rất là êm. 4 lớp vải, 8 lớp vải ha. Tám lớp vải cắt vẫn rất là ngọt. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.